Với chủ đề khát vọng vươn xa, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ kéo dài từ ngày 13 tháng 2 năm 2018, tức 28 tháng Chạp, đến 19 tháng 2 năm 2018, tức mùng 4 Tết. Và hình ảnh linh vật đường hoa năm nay được lấy cảm hứng từ chú chó Phú Quốc với đặc tính nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ. Đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 dài 720m, gồm 3 phân đoạn. Cổng chào đường hoa là phân đoạn đầu tiên mùa xuân thành phố. Khác với những năm trước chỉ thể hiện ở vị trí trung tâm, năm nay linh vật xuất hiện nhiều hơn. Phân đoạn hội nhập và phát triển đặt tại giao lộ Quỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Huệ là hình ảnh chú chó cao 3,6m làm từ các loại hoa lá li ti nhiều màu sắc. Nổi bật nhất là những thảm hoa rực rỡ nối liền cỏ xanh kéo dài từ đường Quỳnh Thúc Kháng tới đường Ngô Đức Kế. Phân đoạn 3 dừng tới tương lai, mở đầu bằng hình ảnh ba chú chó rất lớn là chất liệu gỗ, gồm các tiểu cảnh, đèn ý tưởng, tương lai sáng lạn, tương lai kết nối, tương lai phù dinh, tương lai xanh hay tương lai. Yeah.
gì đó. Chỗ coi bằng hoa đá luôn á. Chỗ coi bằng hoa đá. Hoa gì á? Hoa đá nè. Hoa đá luôn. Chết chó đẹp không? Ừ. Hồi đó mấy bà chó này mới lầu nè. Ừ, trong này thì lầu không? Hồi đó nó giữ nhà, kêu con kia nè. Thế đẹp không? Không, 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 không. Cái gì đẹp kia không? Đó, tại bà nó. Cô giữ lại chú, đeo bánh này. Có hoa đá anh Nam, giờ thấy chưa anh Nam? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.